Kính thưa quý vị, giải đua ngựa truyền thống được tổ chức tại Warsaw, tin từ Ba Lan. Và hôm Chủ nhật vừa qua, người dân ở Warsaw đã cùng đổ về trường đua Sulzewicz để theo dõi giải đua ngựa cấp tổng thống Ba Lan được tổ chức thường niên lần thứ 70, nơi mà họ được chiêm ngưỡng những màn đua gay cấn và thử vận may với những chú ngựa. Theo ước tính, đã có gần 80 chú ngựa cùng tham gia tranh tài với mục tiêu là giành lấy giải thưởng vô địch có trị giá trên 100.000 Mỹ kim. Năm nay giải thưởng này đã thuộc về một tay đua ngựa người Séc tên là Thomas Lukasek và chú ngựa Grigsvier. Giải đua ngựa Warsaw là một sự kiện thể thao dành cho mọi chú ngựa trên 3 tuổi và đã từng được tổ chức từ năm 1874. Bên cạnh phần thưởng mang giá trị tiền bạc nói trên, nhà vô địch của giải đua còn được trao tặng giải thưởng của Tổng thống Cộng hòa Ba Lan. Nguyên mẫu của cuộc đua ở Warsaw là giải đua ngựa English Derby có nguồn gốc ở Epsom. Giải đua Warsaw thường được tổ chức vào ngày Chủ nhật đầu tiên của tháng 7 và có trường đua tương tự như ở Anh là 2.400m. Cho đến tận năm 1938, Warsaw Derby vẫn được tổ chức trên một đường đua của công viên Paul Motokowski nằm ở trung tâm thành phố Warsaw. Sau đó, nó đã được chuyển về tổ chức tại một trường đua ngựa hiện đại nằm ở Sulzewicz. Những chú ngựa tham gia tranh tài ở Warsaw Derby được tuyển chọn từ khắp cả quốc gia nằm trong hiệp hội KMET, trong đó bao gồm nước chủ nhà Ba Lan và các quốc gia như Áo, Cộng hòa Séc, Hungary, Slovakia và Slovenia.